Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đưa ông Phêrô, Gia-cô-bê và ông Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo của người biến đổi khác thường, áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đến đàm đạo với người, đó là ông Ma-sen và ông Ê-li-a, hiện đến uy nghi và nói về cái chết của người sẽ được thực hiện tại Jerusalem. Ông Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa thì ông Phêrô thưa rằng: Lạy Thầy, chúng con mà được ở đây thì tốt lắm. Xin cho chúng con làm ba lều, một cho Thầy, một cho ông Ma-sen và một cho ông Ê-li-a. Khi nói thế, ông Phêrô không rõ mình nói gì. Vì lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ từ đám mây có tiếng phán: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín, không nói với ai về những điều mình đã được chứng kiến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu cần thì phải đọc lui lại một câu nữa cho cái đoạn tin mừng của Luca. Bởi vì nếu đọc cho đúng thì Luca nói 8 ngày sau thì mới tiếp cái đoạn mình vừa nghe. Có nghĩa là câu đó là câu 28. 28A, phần đầu của nó trước dấu phẩy là 8 ngày sau. Chúa Giêsu đưa ông Phêrô, Gioan, Gia-cô-bê. Tại sao lại có chữ 8 ngày? Trước đó là chuyện gì xảy ra? Trước đó thì Chúa nói: Ai muốn đi theo tôi hãy từ bỏ hết, vác cái thập giá mà đi theo. Rồi Chúa cũng nói rất rõ: Tôi lên Jerusalem sẽ bị bắt, bị giết. Và 8 ngày sau. Như vậy, theo cách tính của Luca là một thầy thuốc, có nghĩa là Chúa công bố cái chết của mình vào một ngày Sa-bát. Rồi 8 ngày sau cũng có nghĩa là vào một ngày Sa-bát mà bây giờ mình gọi là ngày Chúa Nhật, hay Chúa Nhật, hay Chủ Nhật cũng vậy, để công bố cái vinh quang của Ngài. Cho nên cái biến cố rất quan trọng để mà nâng đỡ tinh thần của các ông là Chúa cho thấy sự vinh quang. Cái chết đã được tiên đoán rồi, sắp đến. Và bây giờ để vững lòng chấp nhận cái gian khó đó thì nhìn thấy cái nét đẹp của lễ phục sinh. Cũng như 2-3 tháng vừa rồi tôi nghe nhiều tin vui, có nhiều gia đình nói cho tôi biết con của tôi đậu lớp 12, điểm rất cao, 98,5/100. Cho nên nhiều trường đại học mở cửa mời cái em đó vào học, được quyền chọn lựa. Tôi nghĩ không phải cái vinh quang đó đến, không phải tự tình cờ đâu. Tôi biết những em đó, nó rất hy sinh, không đi chơi, không coi tivi, học bài rất chăm chỉ. Bây giờ kết quả đến, có nghĩa là những gian khổ đi trước, nhưng khi em đó nhìn thấy cái vinh quang mà mình được, bây giờ thảnh thơi đi lên đại học, học một cách tự do hơn ở trung học nhiều. Chúng ta luôn luôn nhìn thấy điều đó. Mấy anh chị có một cơ ngơi hạnh phúc, gia trang đàng hoàng, tiền bỏ rủng rỉnh trong nhà băng, đâu phải tự trúng số độc đắc. Đó, do mồ hôi nước mắt của mình, mà vì mình nhìn thấy có an cư mới lạc nghiệp thì mình bỏ công ra làm. Hai vợ chồng
và cả những đứa con nữa, Ngài nghĩ cũng giúp cha mẹ. Thì làm sao mà cái vinh quang không đến được khi chúng ta chấp nhận cái gian khó? Như vậy thì tại sao hôm nay có một ông mai sen là tượng trưng cho lề luật, rồi ông Elia tượng trưng cho các tiên tri mà mình quen loại là các ngôn sứ? Hai ông đến để xác nhận Chúa Giêsu là đấng phải đến, có nghĩa là thời đại thiên sai và cánh chung của tôn giáo không còn nằm ở Jerusalem, ở Garizim hay bất kỳ thành phố hay đền thờ nào, mà ở ngay trên cái chỗ Chúa Giêsu đang biến hình. Do đó Luca không nói núi nào, mặc dù mấy thánh sử kia thì nói núi Tabor. Quý vị lật lại sẽ thấy ông Luca rất khôn ngoan, ông không nói. Điều đó có nghĩa là nơi nào có Chúa Giêsu hiển hiện, nơi đó có ơn cứu độ, chứ không phải ở cái núi này hay cái núi khác. Và để làm chứng điều đó thì Chúa cho một vị đại diện cho lề luật, một vị đại diện cho các tiên tri. Các tiên tri thì loan báo Chúa sẽ đến, còn vị đại diện cho lề luật là ông Mai Sen thì nói tất cả những lề luật cũ bây giờ nhường chỗ cho lề luật của cái đấng đang biến hình này. Tôi hiểu như vậy. Nhưng mà đặc biệt quý vị có thấy ông ở hai cái núi, một cái là cái đồi Canre hay là cái vườn Gethsemane, rồi đây là cái núi không cần biết là núi gì, cũng có ba ông y chang ba ông, không có ai thay đổi. Nhưng chuyện xảy ra thì ba ông đều ngủ. Có lạ, có nghĩa là con người chúng ta sẽ không hiểu được, rất nặng nề, ngủ mê cho đến khi thấy ánh sáng thì thức dậy, rồi lại sợ, rồi nói hoảng lên xây ba cái lều. Cho nên chúng ta thấy tất cả câu chuyện của lịch sử cứu độ bắt đầu nơi Chúa Giêsu. Ông Phêrô không ý thức được mình nói gì, nhưng ông muốn nói là ở đây là hạnh phúc. Và Luca mượn cái đó để nói ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến chính là đem lại hạnh phúc cho mọi người. Bài học thần học nó như vậy, nó hơi khô khan một chút. Nhưng hôm nay mình nói về biến hình. Có những trường hợp sau đây, tôi tìm thấy những cái ví dụ vui lắm. Chúa Giêsu biến hình thì thôi được rồi. Mình có biến hình không? Có. Rồi mình có biến hình người khác không? Có. Mình nghi ngờ người nào làm cái điều mà mình không có bằng chứng, tức là mình đã biến hình người khác rồi. Khi mình biến hình người khác, người ta đâu có thay đổi, chỉ có mình thay đổi. Và tự nhiên mình thấy người đó mình ghét, mình không có cảm tình, mình bị mặc cảm, là tại vì mình biến hình người khác mà một cách vô căn cứ, rất dễ nghi ngờ. Có nhiều người, nhất là những người phụ nữ mà ghen lên, ôi trời ơi, biến hình nhiều người lắm, biến ông chồng thành một con dê sồn, ghê lắm. Cho nên cái câu chuyện biến hình thì chúng ta cũng suy nghĩ lại coi trong cuộc đời. Bởi vì sau khi Chúa biến hình thì Chúa mời mấy ông đi xuống núi, chúng ta cũng vậy. Sau khi xuống núi thì có những cái biến hình nào? Chúng ta thấy biến hình ở cộng đoàn có. Có những người đến nơi nhà thờ, đến nơi đền thờ rất là thánh thiện, mặt đẹp tươi như thiên thần vậy, nhưng mà xuống tới ca bạc là biến hình, giành nhau để chạy ra trước, ủi móc xe người ta, không hề xin lỗi. Ở đây nhé, mình ve ẩu, hư xe người ta, xe mình cứng hơn, không bị gì, mình chạy luôn. Mà người ta thấy, biến hình, chắc lúc đụng cái bùm, lúc đó mặt biến thiệt.
cái người thấy xe mình bị tông rồi bỏ chạy cũng biến luôn, không thể nào thay đổi được. Biến hình nơi cộng đoàn, biến hình nơi vợ chồng với nhau khi mình không sống thật, hay mình muốn che giấu cái gì. Còn nếu mình biến là vì mình nhìn thấy người bạn đời của mình thì mình hạnh phúc, ánh mắt mình nó khác. Còn mình chán chường rồi mình phải giả vờ là mình biến hình. Nó nhiều lắm quý vị ơi. Đứng trước mặt con cái, có thể mình cũng biến hình rất đạo mạo, rất đạo đức. Nhưng khi đi làm xa, không có ai bên cạnh, coi chừng diện mạo mình lại khác, vân vân. Thì nên cái câu chuyện nó rất là thâm thúy trong đời sống hàng ngày. Gương mặt mình thế nào mà cái lời kinh anh chị đọc có để ý không? Xin cho chúng con nhìn thấy gương mặt của Chúa ở trong gương mặt của nhau. Mình đọc mỗi chiều Chủ nhật. Như vậy cái mặt của mình nó biến ra làm sao để người ta thấy Chúa trong đó? Khó ha. Làm sao mà người vợ nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong người chồng? Làm sao mà người chồng nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi người vợ? Khó thật. Cho nên đó là một thách đố Chúa mời mình. Mà muốn được điều đó thì thư của Thánh Phaolô nói rất rõ. Hãy nhớ một điều thôi, mình không có sống đời đời ở trần gian này, quê hương chúng ta ở chỗ khác. Nếu ai nhớ tới cái quê hương thật của mình thì sẽ chuẩn bị cho hành trình đi về. Y như bà Xuyên ở Lockridge, 102 tuổi, thứ tư tuần rồi làm lễ an nghĩa, tiễn đưa bà ra nghĩa trang để hỏa thiêu. 102 tuổi đẹp thật. Tôi lên nhà quàn để lần chuỗi, tôi đến sớm. Cái ông David của nhà quàn, ông ấy thân, ông ấy ra, ông ấy nói: Father, có biết cái bà chết đó không? Tôi nói biết, tôi biết mười mấy năm nay rồi. Father, có đoán được bà ấy mấy kilo? Tôi nói chắc 30 mấy ký. Ông nói wrong. Đêm hôm qua tụi nó tắm rửa thay áo cho bà, tức là nhân viên của ông đó, rồi nó để bà vào quan tài. Và nó xong công tác nó về thì tôi đẩy, nhưng mà nó nhẹ quá, tôi lại phải mở nắp ra coi, sợ tụi nó quên để cái xác hồ, nó còn để trong cái hộp. Mà tôi mở ra, tôi giật mình là vì bà đang nằm đó. Thì tôi coi lại hồ sơ, tụi nó cân, nó tắm rửa cho bà. Bà chỉ có non 23 ký mấy, chưa đầy 24. Tôi nghĩ bà bay lên thiên đàng nhẹ nhất, có 20 mấy ký, bay cái vù lên. Không phải tôi nói vậy để những người mập mập rồi nó đẩy, ổng lại chọc mình. To thế thì không bay được. Không, cái hồn nó khác. Nhưng mà ý tôi nói cái bà đó, tại sao tôi nói tới bà chuẩn bị hành trình rất lâu. 2006, tôi bắt đầu sang nhà của bà từ Lockridge đó. Tôi ở xứ Lockridge 3 năm. Cha Vinh lần đầu tiên dắt tôi qua. Bà nói tuần sau cha ra sẽ không thấy con là vì Chúa gọi con đi. À, tuần sau tôi ra lại cũng nghe câu đó. Tôi ở đó 3 năm, mỗi năm 52 cái thứ bảy, tôi đem mình thánh Chúa cho bà, nghe đều đặn, tuần sau cha ra, Chúa gọi con đi. Tôi về cộng đoàn hơn 10 năm, thỉnh thoảng ghé thăm, lại nghe, lần tới cha đến thăm con, thì Chúa gọi con đi. Lúc nào bà ấy cũng chuẩn bị để bà đi. Bà nói, cái nhà thật của bà ở trên trời, chứ không phải ở đây. Mà hay thật, bà chuẩn bị dài, cho nên cái chết đến nhẹ nhàng, cả thân xác lẫn tâm hồn nhẹ nhàng. Tôi nghĩ là nhà hoàng ở trên Caracatta nó thiêu cho bà ít tố gà, có chút xíu cháy chúng là xong. Nhưng mà cuộc đời đã được chuẩn bị. Tôi thấy là bà nằm trong cái áo quan, gương mặt hơi cười cười chút, rất đẹp.
Thưa quý ông bà, anh chị em, năng năng soi gương chút đi. Không phải để nói là mình tự làm đẹp. Sáng thức dậy nên soi gương, tối trước khi đi ngủ nên nhìn vô gương, coi gương mặt mình đang đẹp hay đang xấu, đang trâu, cau có vì đang còn tức một người nào trong nhà, xin kéo nó ra, cho nó thẳng là đi ngủ. Sáng mở mắt thức dậy nên ra soi gương. Hôm nay mặt phải đẹp. Đẹp không phải do giả hình, mà đẹp do tâm hồn đẹp. Cái tâm hồn nó biểu lộ ra trên ánh mắt và trên gương mặt. Năng soi gương thật sự đó. Rồi hãy tập nhìn gương mặt của người khác và cố gắng mà nhìn thấy mặt của Thiên Chúa, dung mạo của Chúa nơi người khác. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta đừng tự biến hình. Con người mình ra sao, đừng giả dối. Cứ hiện ra nguyên, ai muốn phê bình gì phê bình, tốt nhất. Bởi vì mình giấu cũng không được. Mình giả vờ đến một lúc nào đó cũng lộ. Rồi, thứ nhì là mình đừng biến hình người khác. Cứ giữ họ là họ, đừng thay đổi cái cách nhìn của mình, nhất là mình tập nhìn thấy Chúa trong người khác.